Vì sao thần Phật quở trách người tốt mất lỗi, nhưng không trừng phạt kẻ xấu hành ác? Một người tu hành phạm một lỗi nhỏ không có gì đáng kể, nhưng bị thần truy vấn và trách tội. Anh cho rằng việc thần làm là chuyện bé xé ra to, mê hoặc không hiểu nổi. Cuối cùng được thần khai thị, anh đã hiểu rõ sự từ bi và dụng ý của thần. Người tu hành bị thần quở trách. Có một người tu hành tâm địa vô cùng thiện lương, thuần tịnh và tinh tấn. Anh dựng căn nhà tranh trong rừng, hàng ngày học pháp tụng kinh dưới gốc cây đại thụ, trì chú giữ giới luật, đã tọa nhập định. Nhưng một giai đoạn thời gian trở lại đây, anh đã tọa thường xuất hiện trạng thái mê mờ. Một hôm anh đã tọa, vẫn trong trạng thái mê mờ nhập định đó. Khi xuất định, anh cảm thấy còn chút mê mờ, nên bước đi dạo quanh khắp nơi. Đột nhiên khi ngẩng đầu lên, anh thấy trước mặt là một hồ sen. Hoa sen đã nở rộ kín đầm, đang lắc lư đón gió, vô cùng xinh đẹp. Trong lòng anh bỗng nhiên cảm thấy rất vui vẻ, nảy sinh ý nghĩ: hoa sen đẹp như thế này, hái một bông đem về tịnh xá cắm trong mình dâng lên lễ Phật. Khi tọa thiền lại có thể ngửi được mùi hương thơm thấm sâu vào tâm can như thế này, thầy đã tọa nhất định sẽ thanh tịnh nhập định. Cảm giác này giống như ở trên thiên thượng vậy. Thế là anh nhẹ nhàng khom người, lựa chọn một bông hoa sen ưng ý ven hồ rồi hái lấy. Người tu hành dùng hai tay nâng đóa hoa sen trước ngực, lòng tràn ngập niềm vui. Đúng lúc anh chuẩn bị cất bước trở về, thầy bên tai vọng đến âm thanh lớn trầm trầm vang vọng: người có phải là người tu hành không? Sao lại dám tùy tiện hái trộm hoa sen của ta? Người tu hành nhớ nhác nhìn quanh, chẳng thấy bất kỳ người nào cả. Trong lòng nghi hoặc, anh đành ngửa mặt nói với hư không rằng: ông là ai? Tại sao nói hoa sen này là của ông? Âm thanh từ hư không vọng xuống, bình tĩnh uy nghiêm: ta chính là thần hồ sen này. Tất cả những bông sen trong hồ đều là do ta chăm chút trong nơm, nên mới sinh trưởng và nở đẹp như thế này đó. Ngươi là người tu hành, trong tâm khởi niệm tham lam. Ngươi không ức thúc bản thân, để mặc lòng tham làm chủ ngươi. Sai khiến ngươi đi hái trộm hoa sen của ta, đến bây giờ mà vẫn chưa biết lỗi, chưa biết xấu hổ phản tỉnh ư? Là đạo lý gì vậy? Người tu hành nghe xong đột nhiên cảm thấy xấu hổ, thấy mình trái lý, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lăng tăng rằng: thần hồ sen việc bé xé ra to. Tuy vậy, anh cho rằng vẫn nên nói lời xin lỗi với thần. Thế là anh hướng lên hư không đảnh lễ nói: thần hồ sen tôn kính, tôi biết lỗi rồi. Từ nay trở đi tuyệt đối sẽ không tham lam bất kỳ vật gì không thuộc về mình nữa. Con bạc hay hết hồ sen, thần lại không một lời trách tội. Đúng lúc anh nói lời xin lỗi, thì có một người lạ mặt không biết đến từ đâu chạy đến bên hồ sen. Anh chỉ thấy người này cúi đầu nói một mình: ôi, nhiều hoa sen nở rộ như thế này, đẹp quá. Sao mình không hái đem ra chợ bán nhỉ? Có thể kiếm được khối tiền đây. Lần này không phải buồn nữa rồi, bán đi có tiền lại vào sòng bạc, nhất định phải thắng lại số tiền đã thua bạc ngày hôm qua. Nói rồi, người này liền nhảy xuống hồ sen. Rất nhanh chóng, anh ta đã hái hết sạch hoa sen trong hồ. Anh ta hái thô bạo, còn làm dập nát rất nhiều lá sen, dẫm bùn đục ngầu khắp mặt hồ. Hoa sen xanh ngát với những bông hoa sen xinh tươi thơm ngát, trong chốc lát đã thành một hồ nước tan quang dẫn đục. Sau đó, anh ta đắc chí nghênh ngang ôm bó hoa sen đi. Người tu hành trông thấy thế thì ngay người há hốc miệng ra nhìn. Điều khiến anh càng không thể hiểu nổi là thần hồ sen, chú tại của hồ sen này, lại chẳng nói một lời nào, cứ như là không có chuyện gì xảy ra vậy. Đến khi con bạc trộm sen kia đã đi khuất, quanh hồ sen vẫn lặng ngắt như tờ. Người tu hành lúc này trong lòng đầy nghi hoặc, lại có cảm giác ấm ức và không hài lòng. Anh lại hướng lên hư không nói: thần hồ sen à, tôi chẳng qua cũng chỉ hái có một bông sen mà ông lại trách mắng nghiêm khắc như thế. Giờ rồi có người đã hái sạch hoa sen trong hồ của ông, thậm chí còn bẻ gãy lá, dẫm đạp hồ như thế mà ông vẫn chẳng nói một lời. Nhìn mà như không thấy, như thế có công bằng không? Thần hồ sen nói đạo lý. Lúc đó, từ trên hư không lại vọng xuống âm thanh từ bi của thần hồ sen:
một tấm vải trắng tinh khiết. Bị một giọt nước bẩn vẩy lên thì vết bẩn biểu hiện rất rõ ràng, nhưng chỉ cần bỏ công sức giặt rửa là sẽ lại trắng tinh khiết như cũ. Một miếng dẻ lau quanh năm suốt tháng dầm trong nước bẩn, vừa bẩn lại vừa cứng, e rằng có giặt rửa cũng không thể tẩy sạch được. Ngươi là một người tu hành giống như tấm vải trắng tinh kia, ta trách mắng ngươi là để nhắc nhở ngươi kịp thời ý thức được mình đã bị nhiễm một vết bẩn, cần phải trừ sạch nó đi, thăng hoa cảnh giới của mình. Nghe được lời phê bình, ngươi nên cảm thấy vui mừng mới đúng. Còn người nghiện cờ bạc kia đã sa đọa quá lâu rồi, khó mà có được ý nghĩ gột rửa tâm hồn, sửa đổi lỗi lầm. Anh ta sẽ tự rơi vào ác đạo chịu báo ứng. Ta việc gì phải quở trách anh ta đây? Người tu hành nghe lời khai thị của thần Hồ Sen thì vô cùng xấu hổ. Thần lại tiếp tục chỉ dạy anh rằng, là một người tu hành, việc gì cũng nên trước tiên tu chính hành với bản thân. Làm sao có thể không suy xét bản thân, hướng vào nội tâm tìm lỗi lầm khiếm khuyết của mình, mà lại còn hướng ra bên ngoài tìm cầu, cứ chăm chăm nhìn lỗi lầm của người khác như thế. Người tu hành lúc này ngộ đạo, chẳng phải vừa rồi mình cứ chăm chăm nhìn lỗi lầm của người khác, tự thấy bất bình, trong tâm cứ mãi không buông bỏ ư? Thảo nào mình đã tọa cứ chìm trong mê mờ, không thanh tịnh chính định. Cứ chăm chú một mực tụng kinh, trì chú thì cũng chưa phải là tu hành. Gặp sự việc không biết tìm lỗi lầm của bản thân, lại còn bực tức với lỗi lầm của người khác, thế thì sao có thể giải thoát đây?